Thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, có không ít những người công giáo một lúc nào đó có lẽ vì mệt mỏi phải giữ đạo mà họ thốt lên rằng đạo công giáo sao mà nhiều thứ luật lệ vậy. Nào là 10 điều răn của Chúa, 6 điều răn hội thánh, 7 mối tội đầu, 8 mối phúc thật, thương người có 14 mối, quá nhiều. Nhưng mà thưa quý ông bà và anh chị em, so với luật Mô-xê thì không thấm vào đâu. 613 điều tất cả. Đến nỗi mà ngay cả những người hiểu biết cũng không biết cái nào hơn, cái nào kém. Hôm nay có một người thông luật từ nhóm Pha-ri-siêu, tức là một người biết rành về lời luật ông Mô-xê, hỏi Chúa Giê-xu, điều răn nào là điều trọng nhất trong 613 điều ấy? Không biết là ông ta có biết không, nhưng mà điều chúng ta biết chắc đó là ông hỏi không phải để mà biết, ông hỏi không phải để mà yêu mến lề luật, không phải là yêu mến Chúa Giê-xu một bậc thầy uy tín để mình được học hỏi điều gì đó, mở trí soi lòng cho mình. Thánh Ma-thêu nói làm sao với chúng ta ngay đầu bài tin mừng hôm nay? Người nói rằng sau khi mà nhóm Sa-đốc đã phải im miệng vì cách trả lời của Chúa Giê-xu khi bị chất vấn, thì bây giờ đến những người Pha-ri-siêu họ bàn bạc với nhau và đề cử một người sáng giá để hỏi, mà hỏi thử Chúa Giê-xu, tức là đặt ra cho người một thử thách. Như vậy chúng ta thấy rằng là không có lòng yêu mến. Câu trả lời của Chúa Giê-xu ngoài chuyện là rất hay khi mà người tóm gọn tất cả lề luật vào một giới răn yêu mến, nhưng mà có hai đối tượng yêu mến Chúa và yêu mến người thân cận, thì còn như một bài học và một lời nhắc nhở cho người thông luật này rằng làm cái gì thì phải bắt đầu từ một thiện tâm thiện trí, làm cái gì thì phải bắt đầu từ lòng mến của mình, mến lề luật của Chúa và mến thầy Giê-xu thì hãy hỏi về luật của Chúa. Đó cũng là một nhắc nhở cho chúng ta. Tất cả nếu khởi đi từ lòng mến thì nó sẽ là bình an, sẽ là yên vui, sẽ là hạnh phúc. Chúa Giê-xu trả lời cho người thông luật, phải mến Chúa hết lòng, hết sức, hết trí khôn, và phải yêu người thân cận như chính mình. Ngài nói tất cả lề luật đều lệ thuộc hay là đều dựa trên hai điều răn này, nhưng thực là một điều răn, bởi vì Chúa nói điều răn thứ hai cũng giống như điều răn thứ nhất. Hay chúng ta có thể nói một cách khác rằng yêu người thân cận chính là mến Chúa, yêu người thân cận là thước đo cho việc chúng ta kính mến Chúa, yêu người thân cận chính là việc thực hành giới răn kính mến Chúa. Có một bức tranh biếm họa vẽ như thế này: Chúa và một thiên thần đang ngồi ở trên trời, và vị thiên thần nói với Chúa: Chúa ơi, con thấy ở dưới trần gian có rất nhiều người kính mến Chúa đấy. Chúa có vui không? Và Thiên Chúa trả lời: Ta sẽ vui hơn nếu như họ yêu người thân cận.
Mến Chúa có lẽ dễ, Chúa vô hình mà, Chúa không cụ thể như là những gương mặt, những con người ngồi ở trong nhà thờ này, hay ở bên cạnh chúng ta, hay ở trong gia đình chúng ta, hay là bạn hữu chúng ta, hàng xóm láng giềng của chúng ta, nên dễ để mà nói rằng mình kính mến Chúa. Nhưng mà yêu những con người cụ thể, chúng ta cũng có thể yêu những con người một cách chung chung lý thuyết, những con người mà nó không đụng chạm đến chúng ta, yêu dễ lắm. Tôi thấy ở trên các cái mạng đó, khi mà có một cái tin tức gì mà nó có vẻ thương tâm về một ai đó, về một người nghèo nào đó, về một cái tai nạn nào đó, rất nhiều người comment: ôi tội nghiệp quá, đáng thương quá, rớt nước mắt, đắng lòng khi đọc cái này cái kia. Nhưng mà toàn có là anh hùng bàn phím thôi, anh hùng bàn phím. Nó không có thực tế, bởi vì nó không có đụng chạm đến mình dễ. Bài đọc thứ nhất hôm nay chúng ta nghe Chúa nói với dân: yêu mến Thiên Chúa hay là trung tín với người bằng cách yêu người thân cận, mà Chúa nói một cách cụ thể, đó là ai? Đó là bốn loại người mà Israel phải để ý trước tiên. Và bốn loại người này, thưa quý ông bà và anh chị em, nhiều khi phiền phức lắm. Thứ nhất, mồ côi. Thứ hai, quá bùa. Thứ ba, ngoại kiều. Và thứ bốn, người nghèo đi vay mượn. Mồ côi quá bùa là thuộc hạng là nghèo nhất ở trong xã hội Israel, không có nơi nương tựa, và dính vào những người này cũng phiền lắm. Cái người thứ hai là người ngoại kiều, đó là cái người mà cầu bơ cầu bất, đất khách quê người, tạm dung tạm trú, cũng phiền phức. Và người thứ ba là nghèo mà đi vay mượn, mà Chúa nói là phải thương những người đó. Ngươi phải thương ngoại kiều, bởi vì ngươi đã từng là ngoại kiều và biết rồi ngoại kiều khổ thế nào trên đất Ai Cập, khổ như nô lệ vậy. Và bây giờ phải thương những người ngoại kiều, phải thương mồ côi quá bùa, bởi vì người ta không có chỗ dựa, mà nếu mà họ kêu lên ta thì các ngươi coi chừng sẽ trở thành mồ côi quá bùa. Và người nghèo đến vay mượn thì đừng lấy lời của họ, và nhất là nếu họ có một cái áo thôi để mà cầm cố, để đi mượn, mượn tiền, mượn bạc đó, thì đến cuối ngày phải trả cho họ, kẻo đêm hôm đó nó lạnh, nó không có gì nó đắp, nó kêu đến ta, ta không chịu được đâu, bởi vì ta là đấng nhân từ. Thưa quý ông bà và anh chị em, đó, những con người cụ thể như vậy đó, Chúa nói chúng ta yêu thương. Khó, không dễ. Đạo Công giáo của chúng ta nói là yêu người có 14 mối. Thương người có 14 mối, nhiều quá. 14 cái phương diện, thương xác có 7 mối và thương linh hồn có 7 mối. Rắc rối như vậy, nhớ còn không nổi nữa, lấy đâu mà thương. Và ngoài chuyện là chúng ta thương người ta về mặt thể lý, về mặt con người thân xác, thí dụ như cho người đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, thì còn có những cái mối thương người là thương linh hồn người ta. Dạy dỗ, bảo ban, khuyên răn, vân vân. Mà nhiều khi mình quên. Có một chị giáo lý viên kia, chị đồng thời cũng là một dược sĩ, mở một tiệm thuốc Tây.
và chị hỏi tôi: cha ơi, vậy thì tiệm thuốc của con có được bán thuốc ngừa thai không hả cha? Tôi nói không được. Nếu chị muốn là một người công giáo đích thực, là một giáo lý viên nữa, không được bán những thứ đó, giết người. Sau một thời gian rất ngắn, chị nói với tôi: cái cửa hàng bên cạnh đó, nó cũng là người công giáo, mà nó bán thoải mái, và nó bảo rằng bán cái thứ này lợi nhuận nhiều lắm. Và mày về nói với cái ông cha mà nói với mày đó, ông bỏ tiền ra để mà đóng tiền mặt bằng cho mày để mày bán thuốc, để mày không bán thuốc ngừa thai. Thương người có 14 mối. Và khi chúng ta thương, ở đây là thương sự sống, thương những đứa trẻ, những thai nhi không có khả năng tự vệ, thương nó ngay từ những giây phút đầu tiên Chúa muốn cho nó hiện hữu ở trên đời này, khó vô cùng thưa quý ông bà và anh chị em. Nhưng mà cao quý vô cùng đức ái Kitô giáo của chúng ta. Tôi nói với chị bán thuốc tây đó, tôi bảo: chị cứ là người công giáo chân chính đi. Chị có thể không giàu bằng cái tiệm bán thuốc kia, nhưng chị rất bình an, chị sẽ hạnh phúc. Chúa không bao giờ thua lòng quảng đại yêu thương của con người chúng ta. Ông Thánh Phaolô hôm nay ở trong bài đọc thứ hai, ông nói với các tín hữu Thessalonica: tôi vui mừng lắm, tôi rất vui vì anh chị em sống tốt, mà tôi đi đâu người ta cũng nói với tôi điều đó. Tôi không cần phải giảng lời Chúa, không cần phải giảng tin mừng, bởi vì người ta lại nói lại cho tôi là anh chị em sống tốt như thế nào. Và đấy là họ đã nhận biết tin mừng của Chúa là cái gì. Không biết tôi có nói ở nhà thờ này chưa, đó là mới đây Đức Cha Phêrô Trần Văn, Nguyễn Văn Khảm đó, ngài viết một quyển sách tựa đề là Đạo Yêu Thương, để mà giới thiệu Kitô giáo của chúng ta, mà không có lý thuyết, không có thần học gì hết, chỉ là những câu chuyện nói chúng ta sống làm sao, người công giáo sống làm sao, thế thôi. Và đó là giới thiệu Chúa rồi. Có lẽ không sai nếu người ta nói đạo chúng ta nhiều luật lệ, nhưng mà tất cả những luật lệ đó là nhằm cho chúng ta sống yêu thương, kính mến Chúa và yêu người thân cận một cách rất cụ thể. Chúng ta nghe lời của Chúa hôm nay, chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta, có lẽ là mình cũng đã sống yêu thương bác ái nhiều, nhưng mà không bao giờ đủ, thưa quý bà và anh chị em, không bao giờ đủ. Hôm nay một lần nữa chúng ta nghe và chúng ta nhìn sang người bên cạnh, chúng ta về nhà, chúng ta nhìn sang người ở trong nhà của mình xem như thế nào. Hôm qua hôm kia gì báo chí người ta đăng một cái bức ảnh Tổng thống Obama ôm hôn cô nữ y tá người Việt bị mắc bệnh Ebola, và một cái ôm hôn mà chúng ta có thể nói là rất là ấn tượng, vì đó là một người đã dám chăm sóc cho một bệnh nhân thật là khủng khiếp, và cuối cùng người bệnh đó chết, mình nhiễm vào thứ bệnh đó, và bây giờ mình được một người khác ôm hôn trân trọng chính cái điều mình đã làm cho tha nhân, người thân cận đó. Và trong cái bài phát biểu ngắn sau đó thì cô Nina Phạm, cô nói, cô có nhắc đến: xin mọi người
và chính tôi tiếp tục cầu nguyện cho những bệnh nhân khác, cách đặc biệt là một người bạn và một người đồng nghiệp của tôi cũng đang mắc bệnh Ebola. Thưa quý ông bà và anh chị em, nghĩ đến người khác, thương đến người khác và làm những cái gì rất cụ thể, có khi đó là một cái nhìn, một lời thăm hỏi, một nụ cười, một cái ôm hôn chúng ta làm cho nhau. Và chúng ta tin rằng đó là thể hiện lòng mến Chúa chân chính. Xin cho đời sống Kitô hữu của chúng ta chính là tình yêu. Tình yêu chúng ta dành cho Chúa, chúng ta dành cho nhau. Amen.